Kính chào quý vị khán thính giả. Tôi xin mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang nói về cảm tưởng của ông về cái chuyện này. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay tôi lại hân hạnh được trở lại đây nói chuyện với quý vị về vấn đề hành động ngang ngược của người Kitô giáo Việt Nam. Nó trái với cái luật pháp cũng như là cái tình người của cái dân tộc chúng ta. Cái hành động này đó là do Vatican, tức là quốc gia Vatican chứ không phải là đạo Vatican. Quốc gia Vatican chủ trương kết hợp với lại ông hoàng đế Constantine để duy trì cái thế gọi là thượng đẳng của Kitô giáo và có nhóm người da trắng Tây Âu đối với tất cả nhân dân thế giới. Thì cái chuyện này nó xảy ra đã được sử gia Malachi Martin nói rõ rằng vào năm 1324 thì giữa bàn tay của giáo chủ, bây giờ chưa có từ giáo hoàng mà ta gọi là giáo chủ, Sylvester và ông hoàng đế Constantine là giáo quyền do ông Giêsu, tức là đạo Giêsu đó, trao cho ông Peter ở gần Hermon chỉ được tập trung vào một nền văn hóa La Mã. La Mã đây ấy, hiểu là một nền văn hóa của nhóm chủng tộc da trắng ở Tây Âu. Và một vùng địa lý ở Tây Âu nằm trong cái tổ chức thống lãnh chính trị đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã đây là hiểu là Kitô La Mã. Thế như vậy là rõ ràng là cái chủ trương của Kitô La Mã với lại một số các cường quốc Tây Âu da trắng đã có chủ trương đưa ra cái chủ trương là phải duy trì cái thế thượng đẳng này đối với tất cả nhân dân thế giới. Thế nhưng mà Kitô giáo La Mã với lại Vatican, tức là Vatican Kitô La Vatican hay là Kitô giáo La Mã đó, với lại cái đế quốc La Mã thì nó đã tan tành vào năm 474 rồi. Thì cái giáo triều Vatican mới tìm cách, vì họ không có quân đội, họ tìm cách liên kết với tất cả các cường quốc bản địa để củng cố quyền lực của họ tại địa phương và liên kết với tất cả các đế quốc thực dân Âu Mỹ để bành trướng thế lực theo gót giày của đoàn quân xâm lăng của các đế quốc này. Thành ra họ luôn luôn là liên kết như vậy. Ông Abraham Manhattan đã có nói rõ nơi trong cái cuốn gọi là Why Did We Go? Tại sao chúng ta lại đi đến Việt Nam? Why Did We Go to Vietnam? Thế vì thế cho nên là vào sau đệ nhị thế chiến á, thì Hoa Kỳ trở thành siêu cường nhờ có bom nguyên tử. Thành ra giáo hội La Mã liên kết với lại Hoa Kỳ, thế rồi biến Hoa Kỳ thành một cái gọi là sen đồng quốc tế, rồi dùng cái chiêu bài nhân quyền để xía vào các nội tình của các nước cựu thuộc địa của các đế quốc Tây Âu. Việt Nam là một trường hợp điển hình. Rồi họ dùng cả ba cái đài phát thanh VOA, tức là Voice of America, với lại đài AFE, tức là đài tự do Á Châu, với lại cái đài BBC của Pháp. Rồi họ cứ tiếp xúc với lại những người bất mãn của chế độ, họ lên án, họ tố cáo xíu vào cái nội bộ của Việt Nam, rồi nói ra những cái điều rất là trịch thượng. Thí dụ như ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ mới đây này, ông ấy nói rằng Việt Nam cần phải xét lại về vấn đề nhân quyền. Như vậy là rõ ràng là họ, tại sao họ xía vào đất nước Việt Nam về vấn đề nhân quyền, mà thực ra cái nhân quyền ở bên Mỹ họ có tôn trọng không? Ở cái nhân quyền của giáo triều Vatican họ có tôn trọng không? Bao nhiêu trẻ em vị thành niên, bao nhiêu nữ tu, bao nhiêu nữ chiên bị các linh mục hãm hiếp, dư luận thế giới, báo chí thế giới, tất cả tài liệu trên thế giới đã công bố, ai cũng biết. Và giáo hoàng Francis đã họp vào cuối tháng 2 năm 2019, trong 4 ngày cuối cùng không giải quyết, lại đổ tội cho là các ông linh mục đó là bị quỷ Satan ám ảnh. Làm gì có quỷ Satan, các ông bịa ra, nhưng mà rồi các ông trốn tránh, các ông không giải quyết những cái vi phạm nhân quyền như vậy, để rồi nó cứ tồn tại. Thực ra thì các ông cũng không thể giải quyết được, là vì rằng trong giáo quyền
giáo luật của Vatican không đặt ra vấn đề xử lý các ông đại diện Chúa làm những cái hành động dâm ô tục tĩu khốn nạn như vậy đã. Thành ra giáo hoàng không thể xử được. Điều thứ hai nữa là vì chính giáo hoàng lúc còn trẻ, ngày xưa các ông cũng sống đời dâm loạn như vậy, thì bây giờ mà các ông xử thì các ông linh mục mà bị xử, các ông sẽ đặt ra vấn đề khi xưa ai cấm duyên bà, bây giờ bà già, bà cấm duyên tôi, và đâu có giáo luật nào xử chúng tôi được, vậy thì không có quyền xử. Do đó cái vấn nạn vi phạm nhân quyền mà hãm hiếp những cái nữ tu, nữ chiên và các em vị thành niên trong cái nhà thờ đó là nó cứ vẫn còn tồn tại. Ngày nào mà Vatican còn thì cái nạn đó vẫn còn. Đó là nói về vấn đề vi phạm nhân quyền. Giờ nói đến cái vấn đề mà gọi là cái hành động ngang ngược của các giáo dân với lại người tu sĩ ở đất nước Việt Nam là luôn luôn họ như vậy. Không, nó là cái bản chất của họ được giáo dục từ lúc mới ra đời. Nghĩa là giang sơn thì dễ đổi, bản chất thì có chừa. Cái này, cái bản chất này chỉ khi nào mà chính quyền Việt Nam mạnh tay, thẳng tay trừng trị các tòa án xử lý những cái người phạm tội và đối đãi với lại các nhà thờ Vatican cũng như là các cộng đồng giáo dân theo đúng cái luật pháp của đất nước, giống như người Trung Hoa người ta đã hành xử như vậy. Khi nào mà người bắt chước, chính quyền Việt Nam bắt chước như Trung Hoa đó, xử lý những anh có tội thì tôi xử lý, tôi không cần biết anh là ai. Nghĩa là luật pháp thì phải công bằng trước pháp luật, mọi người đều phải công bằng trước pháp luật, pháp bất vị thân. Thế bây giờ chúng tôi cũng chỉ có hy vọng rằng chính phủ phải mạnh lên, phải thẳng tay trừng trị những người đã vi phạm luật pháp, đã có hành động ngang ngược, lố bịch, trịch thượng, lấn lướt, vơ vào, bốc hốt, chụp giật, thì phải xử lý giống như những người dân bình thường phạm những cái tội tương tự như vậy. Chứ không thể hễ nó phạm tội như là mấy cái thằng linh mục như là Nguyễn Ngọc Nam Phong, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Duy Tân, Đinh Hữu Thoại, vân vân, thì là cứ để cho cái giáo hội La Mã nó xử, chính mình phải xử, mình có tòa án, tại sao mình không xử mà lại phải giao cho nó xử? Vấn đề chờ cơ hội. Nếu mà đất nước mình mà mạnh lên, chính quyền mình mạnh lên thì cứ lôi của chúng nó ra xử, nó có tội thì xử tội. Thế còn trở lại cái vấn đề treo cờ, thì ở đất nước Việt Nam nhớ rằng Vatican là quốc thù, nó là có những hành động thù địch đối với nước Việt Nam ta từ thế kỷ thứ 17 cho đến ngày nay. Cờ của nó là cờ quốc gia Vatican, hành động của nó đến đây là nó tích cực tìm đủ mọi cách để can thiệp vào nội tình Việt Nam một cách vô cùng thô bạo. Tội ác của nó gây đến, không có Vatican thì đất nước Việt Nam không bị Pháp xâm lăng, không có Vatican thì không có thằng Mỹ xâm lăng, không có Vatican thì đất nước mình không bị cái nạn B-52 bổ bom như cái hồi tháng 12 năm 1972. Không có Vatican thì đất nước mình không phải gánh chịu những cái 70 mấy triệu lít chất độc da cam rải xuống các đồng ruộng nhà đất nước Việt Nam chúng ta. Tất cả những tội ác đó là do Vatican mà ra, vì rằng Vatican đã vận động 5 lần vận động, 4 lần vận động Pháp đánh chiếm Việt Nam và 1 lần cấu kết với Mỹ vận chiếm cái miền Nam Việt Nam, Việt Nam trong 21 năm trời. Tất cả những tội ác đó, nếu không có Vatican thì dân tộc Việt Nam ta không khốn khổ như vậy, dân tộc Việt Nam ta không chết đói tới 2 triệu người. Vậy thì tôi mong rằng chính phủ Việt Nam phải theo gương Trung Quốc, phải theo gương Nga, thẳng tay trừng trị những kẻ phạm tội và phải tách rời nó ra. Nếu người nào còn thờ Vatican, tức là còn cấu kết với kẻ ngoại thù chống lại đất nước, thì phải xử tội nó theo cái tội âm mưu theo quốc thù để mà chống lại đất nước. Người nào mà còn tin tưởng vào nhà thờ Vatican, tức là còn tuân lệnh của Vatican, mà Vatican là quốc thù, nó còn đang chống đất nước, tức là chính người đó cũng đang chống đất nước, vậy thì phải trừng trị nó. Không có tin tưởng được nó, nó là thứ ba đầu sáu tay, lật lọng giống như Ngụy Diên vậy. Vậy thì chúng tôi chỉ có đề nghị chính quyền Việt Nam hiện nay cố gắng làm thế nào để xử lý những người Kitô giáo và bọn linh mục. Nếu phạm tội thì phải xử lý đúng theo luật pháp, chứ không dành cái quyền đó cho giáo hội La Mã xử. Đó là lời ước ao của chúng tôi. Vậy thì đến đây chúng tôi xin kết thúc. Hẹn quý vị trong kỳ tới. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt.
và hẹn lần sau. Cảm ơn quý vị.